Trong khi đó, ở trận đấu này, huấn luyện viên Đoàn Minh Hải đưa ra sân các cầu thủ số 2 Lê Thị Diễm My, số 7 Nguyễn Thị Vạn, số 8 Nguyễn Thị Trúc Hương, số 9 đội trưởng Dương Thị Vân, số 14 Trần Thị Thu Xuân, số 17 Đinh Thị Thùy Dung, số 18 Lương Thị Thu Thương, số 19 Nguyễn Thị Thúy Hằng, số 23 Hà Thị Nhài, số 25 Phan Thị Thu Thìn và số 32 thủ môn Khổng Thị Hằng. So với trận đấu giữa hai đội ở lượt đi, trong đội hình xuất phát của câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam có một sự thay đổi. Nguyễn Thị Hậu trận này đã dự bị, còn người được ra sân chính thức từ đầu là số 14 Thu Xuân. Và chúng ta cũng biết là câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam với đội hình được ra sân trận đấu này, Lê Thu Thanh Hương đá chính ngay từ đầu. Điều đó cho thấy là câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam sẽ cố gắng để triển khai tấn công nhiều hơn. Sự chắc chắn là điều mà chúng ta có thể thấy trong cuộc so tài giữa câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng Sản Việt Nam. 10 phút thi đấu chính thức của hiệp đấu đầu tiên đã trôi qua. Than Khoáng Sản Việt Nam đang nhập cuộc tốt. Đường chuyền của Trúc Hương. Tuyết Dung gần như chưa có cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Một cơ hội đến khá bất ngờ dành cho Hà Thị Nhài. Hà Thị Nhài không thi đấu bám biên trong tình huống vừa rồi mà xuất hiện ở khu vực ngay trước vòng 16m50 của đối phương. Vòng đấu 13, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 thi đấu cùng với Thái Nguyên T. Và vòng đấu cuối, đội bóng này sẽ gặp Phong Phú Hà Nam. Đánh đầu! Một tình huống lên tham gia tấn công của Thu Thương. Vẫn là những tình huống đáng chú ý của các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam. Phong Phú Hà Nam vẫn chưa tạo ra được một cơ hội nào, trong khi Than Khoáng Sản Việt Nam đã có ít nhất hai tình huống rất đáng chú ý. Ở lượt đi, Tuyết Dung ghi được 8 bàn thắng và cho đến lúc này thì thành tích ghi bàn của cầu thủ mang áo số 7, đội trưởng của Phong Phú Hà Nam vẫn đang được duy trì. Đường chuyền rất tốt của Dương Thị Vân, bây giờ là Trúc Hương. Một tình huống quan sát rất tốt để thực hiện đường chuyền phù hợp cho đồng đội dứt điểm. Bàn thắng mở tỷ số do công của Trúc Hương dành cho câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam. Nhưng công đầu để mở ra tình huống đó là đội trưởng Dương Thị Vân. Một tình huống phối hợp mẫu mực và mang đến bàn mở tỷ số cho các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam. Đường chuyền của Dương Thị Vân là rất tốt để mở ra cơ hội cho Trúc Hương. Pha dứt điểm của số 8 bên phía Than Khoáng Sản Việt Nam cũng là rất chất lượng. Sau rất nhiều nỗ lực thì Than Khoáng Sản Việt Nam đã có được bàn thắng mở tỷ số và dẫn trước đối phương. Tình huống phá bóng không thực sự quyết đoán của Thanh Lâm. Và ngay khi có cơ hội thì Dương Thị Vân đã quan sát nhanh và chuyền bóng rất vừa tầm cho pha băng lên dứt điểm của Trúc Hương. Trúc Hương. Cánh hậu. Khá lập bập nhưng cuối cùng thì sóng gió cũng đã trôi qua trước khung thành của Phong Phú Hà Nam. Chúng ta một lần nữa thấy được hướng tấn công bên cánh phải trong hiệp 1 của trận đấu này, bên phía câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam được triển khai tốt như thế nào. Đường chuyền của Nguyễn Thị Vạn dành cho Trúc Hương và sau đó là quả tạt hướng về vị trí của Hà Thị Nhài. Những đường chuyền một chạm của Than Khoáng Sản Việt Nam lúc này đang rất lợi hại và nó khiến cho khung thành của Phong Phú Hà Nam đặt trong tình trạng báo động. Nếu cứ thi đấu như thế này thì rất khó để cho Phong Phú Hà Nam có thể tìm được bàn gỡ. Lối chơi của họ quá dễ để bắt bài. Nhưng đây là cơ hội! Vẫn còn! Liệu có penalty hay không? Đó là tình huống ngã vờ của Lê Thu Thanh Hương. Rất đáng tiếc cho Phong Phú Hà Nam. Ở những giây cuối cùng của hiệp 1 thì đội bóng đỏ đã có được một tình huống rất rõ ràng. Nhưng Lê Thu Thanh Hương lại có một pha dứt điểm
không thật sự quyết đoán. Lê Thu Thanh Hương muốn dứt điểm qua chân của Khổng Thị Hằng. Rõ ràng là một tình huống ngã vở của Lê Thu Thanh Hương. Sau pha bóng đó thì số 10 bên phía câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam đã bị thay ra và xử lý kỹ thuật. Vẫn là thay khán giả Việt Nam. Trung Cường dứt điểm không vào. Một pha dứt điểm rất tốt của Trung Cường, nhưng thủ thành Hải Yến bên phía Phong Phú Hà Nam lại chơi tốt hơn rất nhiều cho pha bóng này. Chúng ta hãy cùng xem lại pha dứt điểm của Trung Cường. Hải Yến cũng đã có một pha phản xạ xuất thần. Thúy Hằng đã thực hiện đường truyền rất tốt cho người đồng đội của mình. Bóng bật ra thì cơ hội tuyệt vời hơn đã dành cho Nguyễn Thị Vạn và không thể bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn như thế này. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam. Người dứt điểm đầu tiên là Hà Thị Nhài. Một bàn thắng dễ dàng của Nguyễn Thị Vạn khi mà lúc này khung thành đã bỏ trống. Thủ thành Hải Yến sau nỗ lực ở tình huống dứt điểm đầu tiên đã không thể cứu nguy tiếp theo cho các cầu thủ Phong Phú Hà Nam nữa. Thủ môn Hải Yến đã khép góc hợp lý trong pha dứt điểm đầu tiên đến từ Hà Thị Nhài, nhưng với một lực dứt điểm rất mạnh thì cô không thể bắt gọn bóng, và khi bóng bật ra thì đã có một phương án tấn công tiếp theo, đó là pha sút bồi của Nguyễn Thị Vạn. Cầu thủ mang áo số 8 Nguyễn Thị Liễu và cầu thủ mang áo số 99 Lê Hồng Vân. Có tới hai sự thay đổi người bên phía câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Nguyễn Thị Liễu và Lê Hồng Vân vào sân. Sự thay đổi được thực hiện có lẽ phải sớm hơn. Lúc này tình thế đã khó khăn hơn rất nhiều với câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam, khi đối thủ của họ, câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam, vừa nâng tỷ số lên 2-0. Tập trung vào. Em ơi, tập trung, người cũng đã, người đây. Đó là pha chạm bóng của Nguyễn Thị Liễu. Pha chạm bóng ngay khi được vào sân. Với cách biệt hai bàn và thế trận như thế này, rất khó để Phong Phú Hà Nam có thể có được điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Đường chuyền rất khó hiểu. Trúc Hương. Và phối hợp 1-2 giữa Trúc Hương và Thúy Hằng. Nguyễn Thị Vạn cơ hội dứt điểm không thành công. Ý đồ xử lý kỹ thuật của Nguyễn Thị Vạn, nhưng lực trong pha dứt điểm vừa rồi của số 7 bên phía Than Khoáng Sản Việt Nam không được như mong đợi. Chỉ còn khoảng 2 phút nữa, Phong Phú Hà Nam cố gắng tìm kiếm được một bàn thắng cho trận đấu ngày hôm nay. Và dứt điểm của Trần Thị Duyên và dứt điểm làm thủ thành Khổng Thị Hằng có phần hơi giật mình. Trần Thị Duyên là một cầu thủ khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Thu Thìn. Và lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam trong hiệp 2 đã ghi thêm một bàn thắng nữa. Trúc Hương là cầu thủ mở tỷ số và Nguyễn Thị Vạn là người ấn định chiến thắng 2-0 cho các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam trước Phong Phú Hà Nam. Trận đấu này đem tới cho câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam 3 điểm và càng củng cố thêm cơ hội để giành được vị trí thứ 3 chung cuộc tại giải đấu năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật của Đài Truyền hình Việt Nam trận đấu giữa câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng Sản Việt Nam cũng xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ còn gặp lại với buổi tường thuật trực tiếp.
các trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu quyết định của giải năm nay, vòng 14